Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Mở đầu là phần tin kinh tế thế giới. Thưa quý vị, thừa nhận cần có thêm biện pháp để kiềm chế lạm phát, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm sau khi tạm dừng vào tháng 6. Đây là lần tăng lãi suất thứ 11 trong 12 cuộc họp gần nhất của Fed. Quyết định trên nâng lãi suất chuẩn của Ngân hàng Trung ương Mỹ lên khoảng 5,25% đến 5,5%, mức cao nhất trong vòng 22 năm qua. Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục có một đợt tăng lãi suất khác. Chắc chắn chúng tôi sẽ tăng lãi suất quỹ tại cuộc họp chính sách dự kiến vào tháng 9, nếu dữ liệu đảm bảo, và tôi cũng nói rằng có thể chúng tôi sẽ chọn giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp đó nếu đó là những gì dữ liệu yêu cầu. Trong khi đó, theo dữ liệu mới công bố, tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 2 năm 2023 đã vượt kỳ vọng nhờ hoạt động đầu tư kinh doanh và chi tiêu tiêu dùng ổn định. Bộ Thương mại Mỹ cho biết tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt 2,4% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 2023. Dù cho các nhà phân tích dự đoán tốc độ tăng trưởng chậm hơn, con số này cũng cao hơn so với mức tăng 2% trong 3 tháng đầu năm 2023. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB ngày 27 tháng 7 đã nâng lãi suất tiền gửi thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,75%, mức cao nhất trong 23 năm qua. Đây cũng là lần thứ 9 liên tiếp trong vòng 1 năm ECB tăng lãi suất nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát cao dai dẳng. Lạm phát ở khu vực Eurozone đã giảm gần một nửa, xuống còn 5,5% trong tháng 6 so với mức cao nhất 10,6% vào tháng 10 năm 2022, nhưng con số này chưa đủ để ngăn ECB tiếp tục hành động. Theo ECB, lạm phát được dự báo vẫn cao trong thời gian quá dài và đây là cơ sở để ngân hàng này tiếp tục tăng lãi suất. Theo kết quả của cuộc khảo sát mới nhất do Reuters tiến hành, hầu hết các nhà kinh tế vẫn dự đoán về một đợt tăng lãi suất mới với 25 điểm cơ bản nữa vào tháng 9 tới. Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ thông báo sẽ nộp phạt khoảng 388 triệu đô la Mỹ cho các cơ quan quản lý tài chính của Anh và Mỹ liên quan những sai phạm trước đó giữa ngân hàng Credit Suisse và quỹ đầu tư Axios Capital Management. Thỏa thuận gian xếp nói trên là phần đầu tiên trong nhiều khoản phạt mà UBS phải chi trả sau khi tiếp quản Credit Suisse. Vụ vỡ nợ của quỹ đầu tư Axios Capital Management hồi tháng 3 năm 2021 đã khiến Credit Suisse thiệt hại khoảng 5,5 tỷ đô la. Tháng trước, UBS đã hoàn tất thương vụ thâu tóm Credit Suisse với giá 3,4 tỷ đô la dưới dạng cổ phiếu cho ra đời một ngân hàng khổng lồ với tổng giá trị tài sản và nguồn vốn lên tới 1.600 tỷ đô la. Động thái này đồng nghĩa với việc UBS sẽ kế thừa các cuộc chiến pháp lý mà ngân hàng này đối mặt trong khoảng thời gian khủng hoảng. Công ty Samsung Electronics mới đây đã báo cáo lợi nhuận hoạt động sụt giảm hơn 95% trong quý 2 vừa qua do nhu cầu chip nhớ suy yếu. Tuy nhiên, công ty vẫn đưa ra một triển vọng lạc quan cho phần còn lại của năm. Theo thông báo, lợi nhuận hoạt động từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua của Samsung Electronics, công ty con lớn nhất của tập đoàn Samsung Hàn Quốc, đạt 668,5 tỷ won, tức khoảng 525,3 triệu đô la, giảm mạnh từ mức 14.100 tỷ won ghi nhận vào cùng kỳ một năm trước đó. Đây cũng là mức lợi nhuận hàng quý thấp nhất của công ty kể từ quý 1 năm 2009. Lợi nhuận ròng của Samsung Electronics trong quý 2 cũng giảm 84,5% xuống 1.720 tỷ won và doanh thu giảm 22,3% xuống 60.000 tỷ won. Samsung Electronics dự kiến nhu cầu toàn cầu sẽ phục hồi dần trong nửa cuối năm, qua đó giúp cải thiện lợi nhuận, lực đẩy từ mảng kinh doanh linh kiện. Trong báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã điều chỉnh tăng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay nhờ hoạt động kinh tế khả quan trong quý 1 vừa qua. IMF dự kiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 sẽ đạt 3%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 vẫn ở mức 3% do các nền kinh tế phát triển giảm tốc. Theo đó, các mức tăng trưởng này thấp hơn so với mức tăng 6,3% đạt được năm 2021 và 3,5% vào năm 2022. Theo IMF, các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi sẽ là động lực chính của tăng trưởng toàn cầu trong năm nay, trong khi tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển được dự báo giảm đáng kể trong năm nay và năm tới. Chuyển sang thông tin kinh tế đáng chú ý trong nước và trong tỉnh.
Tính đến ngày 20 tháng 7, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 16,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 8,8 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu năm. Trong đó có 1.627 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 75,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký đạt gần 7,94 tỷ đô la, tăng 38,6% so với cùng kỳ. Cùng với đó có 736 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 4,16 tỷ đô la. Có 1.627 giao dịch góp vốn mua cổ phần, tổng giá trị vốn góp đạt hơn 4,14 tỷ đô la. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 10,93 tỷ đô la, chiếm hơn 67,3%, tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 9,3% so với cùng kỳ. Kế đến là các ngành kinh doanh bất động sản, tài chính ngân hàng, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ. Trong 7 tháng năm 2023, đã có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Các nhà đầu tư đã đầu tư vào 52 tỉnh, thành phố trên cả nước, tập trung nhiều ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Cục Thống kê tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến ngày 15 tháng 7, tỉnh đã thu hút gần 977 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó bao gồm 53 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, tổng vốn đăng ký 370 triệu đô la Mỹ, 22 lượt dự án đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 61 triệu đô la Mỹ. 71 lượt góp vốn mua cổ phần, tăng giá trị vốn góp đạt trên 545 triệu đô la Mỹ. Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 10 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng đầu chiếm khoảng 50% tổng vốn đầu tư đăng ký, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ hai chiếm 47% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ở lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản, tính chung đến nay, Bình Dương đã thu hút 82 dự án, tổng vốn đạt gần 7,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 18% tổng vốn FDI vào Bình Dương trên 40 tỷ đô la. Ngoài lĩnh vực bất động sản thương mại, Bình Dương đang thu hút các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực mạnh rót vốn vào lĩnh vực bất động sản công nghiệp và sản xuất. Sự hợp tác giữa Bình Dương với các tập đoàn lớn có thương hiệu trên toàn cầu như Warburg Pincus, Sembcorp, Tokyo Capital Land Development, Aeon được kỳ vọng đóng góp lớn cho phát triển đô thị, dịch vụ chất lượng cao tại Bình Dương. Thông tin từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gỗ của Việt Nam sẽ có nguy cơ bị áp thuế cao khi xuất khẩu vào nước này. Đại diện Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đặt nghi vấn các sản phẩm gỗ dán xuất khẩu từ Việt Nam có dấu hiệu xuất xứ từ Trung Quốc. Hiện Hiệp hội đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các doanh nghiệp tiếp tục làm việc với Hoa Kỳ nhằm tránh nguy cơ bị áp thuế cao đối với nhóm hàng xuất khẩu này. Kiểm soát về vấn đề lẩn tránh xuất xứ, kiểm soát về vấn đề tranh chấp thương mại, thì ngành gỗ đang đề nghị với chính phủ phải đặt vấn đề này ra là vấn đề rất then chốt để bảo đảm cho ngành gỗ Việt Nam có cái cơ hội để mà phát triển, tránh cái việc mà đang vướng vào rất nhiều những cái việc tranh chấp thương mại. Khi mà trong 4 năm vừa rồi có 6 cái vụ kiện về chứng bán phá giá, thì ngành gỗ đã chiếm 3 cái vụ điều tra về chứng bán phá giá mà do cái việc về tranh chấp, về cái vấn đề kiểm soát, về vấn đề lệnh tránh xuất xứ xảy ra đối với tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là miền Đông Nam Bộ. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam ước đạt 6 tỷ đô la, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 4,1 tỷ đô la, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu mặt hàng này trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tiêu thụ của 5 thị trường lớn nhất là Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc sụt giảm mạnh. Ghi nhận ý kiến từ các doanh nghiệp cũng cho biết hiện nay, việc ký kết thêm các đơn hàng mới rất khó khăn. Thêm vào đó, Mỹ, thị trường xuất khẩu gỗ lớn nhất của Việt Nam, đang tăng cường điều tra phòng vệ thương mại với các sản phẩm gỗ dán, tủ bếp, bàn trang điểm, tạo ra một rào cản nhất định cho hàng hóa khi xuất khẩu sang thị trường này. Ngành gỗ Bình Dương trong cơ cấu xuất khẩu thì chiếm tỷ trọng khoảng trên 40% đến 45% của cả nước. Thì Bình Dương là một trung tâm sản xuất đồ gỗ của cả nước. Thì để mà giữ vững được cái vị trí này, vị thế này, thì ngành gỗ Bình Dương phải
có tầm nhìn xa hơn. Một là trong cái điều kiện mà đơn hàng khó khăn thì sẽ nghĩ đến việc mà tìm nguồn tài chính để mà tái cơ cấu lại máy móc thiết bị, để mà giảm chi phí lao động, giảm cái nguyên liệu. Cái thứ hai là ngành gỗ Bình Dương không nằm ngoài cái xu hướng thế giới là sản xuất xanh, sạch và bền vững. Thì việc này thì ngành gỗ Bình Dương cũng đã và sẽ tiếp tục để thực hiện theo cái hướng này. Trong bối cảnh đơn hàng xuất khẩu gỗ chưa về nhiều, các doanh nghiệp đang nỗ lực duy trì sản xuất và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phục hồi. Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, tháng 8 tới đây sẽ tổ chức Hội chợ máy và nguyên liệu gỗ quốc tế BIFACWOOD Việt Nam 2023 tại Trung tâm Thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương. Đây là dịp để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đồng thời quảng bá xúc tiến thương mại, phát triển thị trường ở các khu vực tiềm năng mới như Australia, Nga, Canada, Ấn Độ, Châu Phi và Nam Mỹ. Ngành gỗ cũng đã phối hợp với các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao để đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại của ngành gỗ. Thì cái công tác xúc tiến thương mại ngành gỗ hiện tại, cái giải pháp quan trọng nhất bây giờ là phải tìm mọi cái sự hỗ trợ của nhà nước cũng như là sự hỗ trợ của hiệp hội đối với các doanh nghiệp tham gia mạnh vào các cái hội chợ quốc tế. Thứ hai là phải tham gia vào chuỗi cung ứng, đặc biệt là xây dựng về cái thị trường. Vì ngành gỗ của Việt Nam chúng ta hầu như mới đi có một chân, là cái chân lo về hạ tầng sản xuất, còn cái chân về thị trường còn đang rất yếu. Cho nên cái vấn đề xây dựng thị trường là một trong những công việc đặc biệt được thực hiện thông qua các hội chợ trong nước cũng như hội chợ quốc tế, và đặc biệt nhất là các cơ quan đại diện nước ngoài cũng như các bộ ngành của chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, mở các công ty, mở các cửa hàng, mở các cái chi nhánh để mà tại các thị trường lớn để bán hàng. Khi chúng ta vững chãi được cái vấn đề thị trường thì ngành gỗ mới phát triển bền vững được, vì chúng ta lúc đó mới đi được hai chân. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, với khoảng hơn 5.400 doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất chế biến đồ gỗ, hiện sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam đã có mặt tại thị trường của hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới, thứ 2 châu Á và thứ nhất Đông Nam Á về kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ, chiếm 6% thị phần sản phẩm gỗ toàn cầu và còn nhiều dư địa để phát triển. Công ty Eon Việt Nam vừa chính thức khai trương siêu thị tinh gọn Eon thành phố mới Bình Dương tại trung tâm mua sắm Sora Garden SC. Đây là siêu thị tinh gọn đầu tiên ở khu vực phía Nam, sau thành công của siêu thị tinh gọn tại Hà Nội. Eon thành phố mới Bình Dương có diện tích 5.000 m2, tập trung cung cấp cho khách hàng dịch vụ mua sắm tiết kiệm thời gian bằng những sản phẩm chất lượng cũng như các dịch vụ hiện đại để mang đến sự thuận tiện nhanh chóng cho khách hàng. Đây cũng chính là một trong những chiến lược đầu tư chọn lọc của Eon Việt Nam, đa dạng mô hình bán lẻ để tăng tốc mở rộng, đáp ứng các nhu cầu khách hàng. Thì chúng tôi nghĩ rằng thành phố mới Bình Dương New City này là một cái thành phố mà sẽ có nhiều tiềm năng hơn để phát triển kinh tế trong tương lai. Nên đó là lý do mà chúng ta chọn để đầu tư vào thành phố mới Bình Dương. Anmon thành phố mới Bình Dương cung cấp cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về các sản phẩm từ thời trang, mỹ phẩm, đồ điện tử, đồ gia dụng và các sản phẩm khác cùng nhiều món ăn phong phú đa dạng. Chúng tôi đề cao cái tính tiện lợi cũng như là cung cấp những sản phẩm thiết yếu cần thiết cho người dân ở địa phương. Thì đó là cái điều chúng tôi quan tâm. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ làm mạnh hơn nữa thế mạnh của Eon, đó là dịch vụ cũng như là chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Thì thông qua những hành động nỗ lực liên tục thì chúng tôi kỳ vọng rằng Eon sẽ là một trong những điểm đến hứa hẹn và cũng như là nhận được sự tín nhiệm tin tưởng của khách hàng. Với mục tiêu không chỉ cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng mang đến sự an tâm và an toàn cho cuộc sống hàng ngày của khách hàng, Eon Việt Nam còn hướng đến cùng cộng đồng địa phương kiến tạo tương lai phát triển bền vững ở ba khía cạnh: kinh tế, xã hội và môi trường, nhằm giảm thiểu tối đa các tác động của ngành kinh doanh bán lẻ lên môi trường tại những nơi Eon hiện diện.
E.ON Việt Nam chủ trương sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên địa phương thông qua các sáng kiến hỗ trợ và chung tay cùng khách hàng xây dựng thói quen tiêu dùng bền vững như giảm 1.000 đồng một giao dịch khi khách hàng không sử dụng túi ni lông dùng một lần khi mua sắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Kính chào tạm biệt.